biết tại sao anh lại bị sốc như vậy. Bà của anh đang đứng trước mặt anh sau bao nhiêu năm, anh không chào mừng sao? Điếp, con trai tôi. Đây là cuộc hội ngộ giữa hai người đàn ông. Tha cho con ba ơi. Ba ơi làm ơn đi. Ba ơi đừng đánh con nữa. Tha cho con. Nếu mày còn dám làm vậy lần nữa, tao sẽ xé nát da của mày. Ba ơi đừng đánh con nữa. Ông đã làm gì vậy? Ông đã làm gì vậy? Ông sẽ đánh chết nó mất. Tôi cầu xin ông hãy tha cho nó đi. Hãy tha cho con của chúng ta. Làm ơn. Lần này tôi sẽ tha cho nó. Dưới lời sao tôi sẽ giết chết nó. Con ơi, Điếp, Điếp, con trai, hãy mở mắt ra đi. Nói cho mẹ nghe con có sao không? Điếp, mẹ, con ổn. Cha ông cũng mệt rồi. Hãy về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Đi nào. Điếp Trà Sinh, tại sao mặt của anh tái mét rồi? Trong mơ anh thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng tôi sẽ mang ba của anh về, đúng không? Aroi, tôi đã tìm hiểu mọi thứ về người này rồi. Tên ông ta là Virendra Datap Singh. Ông ta là tội phạm và đang ngồi tù. Mối quan hệ của ông ta với Điếp là gì? Aroi có một mối quan hệ rất lớn đó. Virendra Datap Singh là ba của Điếp Trà Sinh. Ba sao? Ông ta đang ở nhà tù nào? Tôi hy vọng là ông vẫn nhớ những gì mà chúng ta đã thỏa thuận. Tại sao tôi đến tìm ông? Vậy tại sao tôi đưa ông về đây? Này, về đi. Có người đến gặp đó. Cô lại. Chắc là ông không hề biết tôi. Vậy làm sao ông biết được chứ? Vì con trai của ông chưa bao giờ vào đây để gặp ông. Đừng nói đến vào đây thăm. Anh ta thậm chí còn chưa bao giờ nhắc đến ông. Bỏ qua đi. Để tôi cho ông biết một điều. Tôi là con dâu của ông. Con dâu? Cô sao? Đúng, tôi là vợ của Điếp Trà Sinh. Vợ của Điếp? Đúng vậy, nhưng tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh ta. Trên thực tế, anh ta là kẻ thù lớn nhất của tôi. Giờ mối thù này là do anh ta. Anh ta đã đầu độc mối quan hệ của chúng tôi.
bằng cách khiến cho cuộc hôn nhân của chúng tôi trở nên tan dở. Điếp đã lợi dụng tôi, thậm chí là cướp đi mọi thứ từ tôi. Anh ta đã lợi dụng và sử dụng mọi thành viên trong gia đình tôi như một con tốt. Thậm chí đến bây giờ anh ta vẫn còn đang khống chế ba dì em gái của tôi, và họ là điểm yếu lớn nhất của tôi. Và anh ta đang lợi dụng họ để khống chế tôi. Điếp đã giết chết một nửa người trong gia đình tôi, và bây giờ anh ta đang muốn giết một nửa còn lại. Tôi không muốn mất đi người thân của mình. Đây là lý do duy nhất khiến tôi đến đây để tìm ông. Làm ơn hãy ngừng những gì sai trái của Điếp lại giùm tôi. Hãy giúp tôi ngăn cản anh ta. Làm ơn hãy dừng những trò sai trái của anh ta lại đi. Tôi thực sự không muốn mất gia đình của mình. Được rồi, tôi có thể hiểu rõ nỗi đau của cô. Tôi là ba của Điếp. Giờ tôi biết con trai của tôi, nó là một con quỷ như thế nào từ khi còn rất nhỏ. Nó đã như vậy từ khi còn nhỏ rồi, xấu tính lạnh lùng. Vậy có một lần khi tôi biết gì, những thói quen khủng khiếp và những âm mưu, kế hoạch của nó, thì tôi đã cố gắng ngăn cản nó lại. Nhưng cô biết gì không? Nó đã gài bẫy tôi và một vụ án giả tạo và tống tôi vào tù, để nó có thể sống thoải mái, đùa giỡn với mạng sống của những người khác. Nếu trên đời này, nếu có ai đó có thể ngăn cản được những việc làm sai trái của nó, thì chỉ có thể là tôi. Tôi đã hiểu rồi. Việc ngăn chặn Điếp là điều rất quan trọng. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì tổn hại đến ai. Ý định của tôi không xấu. Tôi chỉ muốn ngăn cản Điếp làm điều sai trái thôi, và đừng tiếp tục làm hại gia đình của tôi nữa. Cô đừng lo lắng. Cô đã đến tìm tôi, vậy thì tôi hứa với cô rằng khi được thả ra, tôi sẽ đảm bảo gia đình của cô được an toàn. Tôi chỉ muốn nghe điều này thôi. Giấy bảo lãnh của ông đã được sẵn sàng rồi. Ông sẽ sớm được ra khỏi đây nhanh thôi. Cảm ơn cô vì cô đã tin tưởng tôi. Cô đã đưa tôi đến đây, và tôi rất biết ơn cô. Giờ tin tôi đi, tôi sẽ không bao giờ phá vỡ lòng tin của cô. Đúng vậy, đôi khi cô có thể thấy phương pháp của tôi là sai, nhưng hãy giữ niềm tin của cô đối với tôi, bởi vì chỉ có những phương pháp đó mới có thể kiểm soát được Điếp. Nó là con trai của tôi, và tôi biết rất rõ nó có thể làm bất cứ điều gì bất cứ lúc nào để hoàn thành mục tiêu của nó. Nó thậm chí có thể hy sinh bất kỳ người nào trên con đường của nó. Nhưng bây giờ tôi đã ở đây, tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Cảm ơn ông. Tôi sẽ rời khỏi đây để ông nghỉ ngơi. Được rồi. Dừng lại. Kìa, chị biết người đứng ngoài phòng chính là em. Ông ta là ai? Vì ai đã đưa ông ta đến đây? Kìa, ông ấy là ba của Điếp. Giờ có một lý do rất lớn để chị đưa ông ấy đến đây. Kìa, chị biết lúc này em đang rất tức giận với chị, vì em có lý của em. Nhưng Kìa, xin hãy hiểu rằng khi chị tấn công em, khi đó chị đã không tỉnh táo. Nếu không em nghĩ rằng chị gái của em có thể tấn công và làm tổn thương em sao? Cô có bao giờ tỉnh táo đâu chứ? Nếu không thì cô cũng đã không đưa người đó đến đây. Cô thật ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Cô không bao giờ nghĩ đến người khác. Kìa, đừng nói như vậy. Thật tốt, lẽ tôi đã rời xa cô. Nếu không thì tôi đã tiêu. Kìa, chị tự nhận là chị đã phạm sai lầm, nhưng chuyện đã xảy ra là ngoài ý muốn. Em biết là chị yêu em đến mức nào mà phải không? Còn tôi thì ghét cô rất nhiều đó. Tôi cảm thấy xấu hổ khi gọi cô là chị. Cô hiểu chứ? Kìa, Kìa, chị biết lúc này em không thể hiểu những gì chị đang làm. Em cũng sẽ không hiểu tại sao chị lại đưa ba của Điếp về đây. Em cũng không biết rằng Điếp đã giết chết những suy nghĩ và tình cảm của chị từng ngày từng đêm. Hắn ta đã khiến chị trở nên yếu đuối và hành hạ chị. Nhưng Điếp đó đã là quá khứ rồi. Anh đã lợi dụng điểm yếu nhất của tôi để chống lại tôi, vậy thì tôi cũng sẽ lợi dụng điểm yếu của anh. Bây giờ anh sẽ có những đêm mất ngủ. Anh sẽ không có thời gian để khống chế tôi nữa đâu. Cứ chờ đi đi.
tôi sẽ tự nhận trước mặt mọi người rằng tôi đã tạt nước vào anh. Bởi vì mọi người không nên biết rằng Deep Rising đang đổ mồ hôi. Cô rất thích chơi trò tạt nước phải không? Vậy để tôi cho cô uống một chút nước nhé. Cô sẽ phải quỳ xuống gian xin tôi. Deep! Deep, anh đã làm gì vậy chứ? Bỏ tôi xuống! Deep! Deep! Đến đi! Thích thú chứ à, Rohi? Cô cảm thấy thế nào? Cô thật sự thích nước mà, phải không? Deep! Đứa trẻ nhỏ đó sẽ cảm thấy như thế nào khi bị tra tấn, khi bị nhấn nước như thế này chứ? Giết thì rất dễ, nhưng tra tấn còn hơn cả cái chết. Vậy tôi đã phải đối mặt như vậy hàng ngày đó. Đây có phải là cách để con nói chuyện với vợ mình không? Có vẻ như con đã quên cách dạy dỗ của ta rồi. Đi thôi. Một khi con trai đã bắt đầu đi về của cha mình, thì nó không còn là một đứa trẻ nữa. Đừng nghĩ tới việc đánh tôi thì tôi có thể phục tùng. Tôi sẽ không tha thứ cho điều đó. Bây giờ tôi đã lớn rồi. Vậy thì hãy hiểu một điều đi. Không phải khi một đứa trẻ xỏ về của cha nó thì có nghĩa là lớn. Và một điều nữa, nếu mày đã trưởng thành thì hãy nhớ lấy, mày không được quên vị trí của mình trước mặt ba mình. Ông đã làm gì vậy chứ? Tôi đã nói với ông trước đó rằng tôi không hề có ý định làm hại bất kỳ ai. Vậy thì tại sao ông lại làm tổn thương Deep? Ông ở đây vì công việc của tôi và để hoàn thành mục đích đó, chứ không phải đến đây để khơi dậy lòng căm thù của Deep đối với ông. À Rohi, tôi cũng đã nói với cô rồi là cô sẽ cảm thấy phương pháp của tôi có điều gì đó sai trái. Nhưng hãy tin tôi, bất cứ điều gì tôi đang làm chỉ là vì lợi ích của cô thôi. Cô nghĩ rằng tôi muốn làm tất cả những điều này hay sao? Nhìn con đường mà Deep đang đi, những suy nghĩ trong đầu của nó, trái tim của nó đã trở thành sỏi đá rồi. Nó không quan tâm
đến bất kỳ cảm xúc của bất kỳ ai đâu. Nếu như chúng ta không làm cho nó hiểu nỗi đau là gì, thì nó cũng sẽ không hiểu nỗi đau của người khác. Ở đây không còn an toàn nữa. Đừng đánh nó. Tôi cầu xin ông đó, hãy tha cho nó đi. Điếc, mở mắt ra. Mở mắt ra con trai. Điếc. Điếc, con trai của tôi. Điếc. Tại sao Điếp lại nằm trong băng như vậy chứ? Anh ta thậm chí còn không giống nhất khi ba của anh ta đánh anh ta. Lỡ như anh ta làm điều gì đó thì làm sao đi? Arohi, cô nghĩ gì chứ? Rằng tôi sẽ làm tổn thương bản thân mình chỉ vì nỗi đau này sao? Cô đã phạm một sai lầm rất lớn. Cô đã tự mình mang rắc rối đến cho cô rồi đó. Đưa ba của tôi đến đi. Cô đã thực sự chọc điên tôi rồi đó. Hôm nay tôi thực sự đã làm tổn thương anh, nên anh đã cảm thấy tức giận phải không? Nhưng Điếp, anh đã làm điều tương tự đối với tôi rất nhiều lần. Bạn gái sử dụng ba tôi, em gái tôi để làm con mồi, hết lần này đến lần khác hành hạ tôi. Nỗi đau mà anh đã gây ra cho người khác, hôm nay anh cũng đang chịu đựng nó. Cuộc chiến giữa chúng ta là cuộc chiến bình đẳng, phải không? Chúng ta thẳng thắn duy trì tình yêu và lòng thù hận với nhau. Vậy thì tại sao tôi lại không được làm điều đó? Anh đã làm tổn thương cảm xúc của tôi phải không? Vậy thì đến lượt tôi rồi. Bây giờ hãy xem cuộc chiến bình đẳng là như thế nào. Arohi, bất kể cô có làm gì, tôi muốn cảm ơn cô về điều đó. Tôi đã nghĩ rằng một khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành thì tôi sẽ giải thoát cho cô và gia đình của cô. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ tâm trạng của tôi đang thay đổi. Bây giờ một cuộc chiến chắc chắn sẽ diễn ra. Và cô muốn cuộc chiến bình đẳng sao? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cô sẽ phải đối mặt với hậu quả của nó. Dì đã mang ba của tôi đến đi. Cô dám thách thức tôi. Vậy thì hãy xem, người chiến thắng trong cuộc chiến này là ai? Và kẻ thua sẽ chịu gì?